Quý vị và các bạn thân mến, như tôi đã thưa, ngoài việc bán âm thanh loa đài thì tôi tiếp tục phục vụ quý vị và các bạn ở khắp mọi miền Tổ quốc những sản vật của núi rừng Tây Bắc, những dòng sản phẩm gia vị của đồng bào các dân tộc thiểu số, và xin giới thiệu các bạn rất nhiều những cái dòng sản phẩm mà chúng ta dễ dàng kiếm được trên thị trường, nhưng đối với chúng tôi thì đó là những cái sản phẩm lựa chọn tốt. Xin chào tất cả các bạn. Những bạn nào mà yêu thích âm thanh loa đài thì cũng có thể ghé kênh của tôi, và những bạn mà chúng ta quan tâm những câu chuyện ngoài lề một chút thì ta cũng có thể ghé vào kênh YouTube của Cương Audio. Chúng ta cùng nói chuyện, cùng chia sẻ với nhau những cái buồn vui trong cuộc sống, rồi chúng ta có thêm những kiến thức khác ngoài cái chuyện âm thanh loa đài. Các bạn thân mến, tôi đang phát live stream tại một cái kiosk của tôi ở Hà Nội. Tôi sẽ tiếp tục giới thiệu những cái dòng sản phẩm của núi rừng Tây Bắc. Thì bạn nào yêu thích âm thanh loa đài thì cũng có thể ghé thăm cũng được. Và bạn nào mà chúng ta có nhu cầu về các dòng sản phẩm núi rừng Tây Bắc thì đây cũng là cơ hội để tôi giới thiệu đến các bạn. Hôm trước thì có nhiều bạn nói chuyện với tôi là thấy bác đi bán cái đồ núi rừng Tây Bắc này có vẻ là nó hơi ảnh hưởng đến cái uy tín về âm thanh vàng. Thì xin thưa các bạn là cuộc sống thì nghề nào cũng quý, nghề nào cũng như nghề nào thôi. Đánh giày cũng đáng quý, mà quét dọn vệ sinh môi trường cũng đáng quý, nghề nào cũng đáng trân trọng cả, không có nghề nào cao sang hơn nghề nào cả, cốt chỉ là những nghề lương thiện thôi. Xin chào bạn Đinh Anh. Bạn Đinh Anh có nhu cầu hỏi về lĩnh vực âm thanh loa đài cũng được, hỏi về lĩnh vực núi rừng Tây Bắc cũng được. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, tôi có rất nhiều những dòng sản vật của núi rừng Tây Bắc ngày hôm trước đã giới thiệu với các bạn rồi trên một cái video clip rất là ngắn gọn, và được anh em ở khắp mọi miền Tổ quốc cũng rất là quan tâm, và nhiều bác đã đặt mua những cái dòng sản vật của tôi để bồi bổ cơ thể và giúp cho người thân của mình nâng cao sức khỏe, nâng cao cái sức đề kháng, nhất là sau khi mà chúng ta trải qua cái thời kỳ Covid vừa qua. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn có thể đặt ra bất cứ một câu hỏi về bất cứ một cái lĩnh vực gì mà thuộc cái mảng hiểu biết của tôi thì tôi có thể chia sẻ tâm sự lan man với các bạn cũng được. Đấy, xin chào tất cả các bạn nhé. Bây giờ là dân trưa một chút thì cũng có thể là các bạn đang ăn cơm, các bạn đang chuẩn bị nghỉ trưa, nhưng mà tôi phát một cái đoạn trực tiếp ngắn để trao đổi với các bạn. Thế các bạn thân mến, hiện nay thì tôi đang có thêm một cái kiosk nữa ở khu vực Hà Nội, cụ thể hơn thì ở khu đô thị Thanh Hà, ở Senco 5 đấy, bạn nào ở gần thì biết rồi. Thế tôi có một cái kiosk ở đây thì chuyên bán những cái dòng sản vật của núi rừng Tây Bắc. Thì các bạn thấy là nhiều bạn cũng xem qua kênh Hoa Ban Food rồi, thì các bạn thấy là anh em tôi ở Tây Bắc thì nhiều năm gắn bó với đồng bào Tây Bắc, thì chúng tôi có rất nhiều những cái dòng sản vật của núi rừng Tây Bắc có thể giới thiệu với các bạn, như mật ong rừng, nấm linh chi, rồi tấn khẩn, rồi óc chó, rồi sâm cao, vân vân, đều là những cái dòng của núi rừng Tây Bắc. Có rất nhiều cái dòng sản phẩm, tuy nhiên thì do giới hạn về không gian ở cái kiosk thì các bạn biết rồi, thì nó rất là hạn chế, nhưng tôi bày ra một vài mẫu thôi, còn lại rất nhiều cái dòng sản phẩm. Và đây là những dòng sản phẩm mà chúng tôi đã sử dụng rất là lâu năm, và các bạn thấy là thông thường ở những tuổi như tôi, như buổi chiều về vẫn đi chơi thể thao, chạy liên tục khoảng 12 đến 15 set không cần nghỉ, thì các bạn thấy rõ ràng là chúng ta cũng cần phải có một cái thể lực tốt. Nếu như mà các bạn có cái thể lực tốt thì ngoài cái việc mà chúng ta có thể nghe được các giải âm tốt ở trên những cái thiết bị audio ra, thì các bạn, tức là nó nâng cao cái thính giác. Thì khi các bạn biết là đến một cái tuổi nào đó thì con người của chúng ta sẽ bị lão hóa, kể cả mắt cũng như là thính giác, tức là cái thị lực của chúng ta nó cũng coi như là cái thính lực của chúng ta nó sẽ giảm sút. Chính vì vậy mà các bạn chỉ nghe được những dãy tần số đến khoảng 13.000Hz thôi, nhưng thông thường theo lý thuyết thì con người nghe được từ 20Hz đến 20.000Hz. Nhưng các bạn thấy là cái chuyện âm thanh loa đài nó là câu chuyện rất là hay. Xin chào bạn Đinh Anh nhá, xin chào các bạn. Thì đó là những cái câu chuyện về âm thanh loa đài thôi. Còn ở đây thì xin giới thiệu các bạn một vài cái dòng sản phẩm mà anh em chúng tôi rất là quan tâm lựa chọn. Nếu như bạn nào có nhu cầu, tôi cứ giới thiệu chơi thôi. Bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với chúng tôi, có thể mua được những dòng sản phẩm mà các bạn mong muốn. Thì các bạn biết rồi, đông trùng hạ thảo hiện nay thì trên thị trường rất là nhiều, có rất nhiều các doanh nghiệp, các công ty môi trường rất là thuận lợi để nó phát triển. Các bạn biết rồi, đông trùng hạ thảo thì nó có rất nhiều các tác dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao cái thể lực của con người. Và đặc biệt là các đấng mày râu ấy, anh em ấy, có nhiều bác là đến cái tuổi trung niên rồi, ngoài 50 rồi thì mới bắt đầu mới thấy là mình giảm mạnh cái testosterone ở trong cơ thể, tức là cái hormone sinh dục nam đấy, cho nên là các bác bắt đầu mới cuống cuồng nên đi tìm các loại nào thì yến nào thì sâm nào thì cao hổ bồi bổ gấp rút. Nhưng mà xin thưa các bạn là khi chúng ta bước vào cái tuổi trung niên, nếu như các bạn thật sự quan tâm đến sức khỏe thì có thể sử dụng những cái dòng sản phẩm nó mang nguồn gốc thiên nhiên để nó bồi bổ cơ thể. Ví dụ như các bạn thấy trên thị trường thì nó bán cái dòng sâm Alipat ấy, đó là một cái dòng sâm tự nhiên cũng rất là tốt, nó kích thích cơ thể sinh ra những cái testosterone tự nhiên, nó không phải là thuốc kích thích. Thì các bạn thấy là đông trùng hạ thảo thì cũng như thế, tôi có anh bạn làm lãnh đạo của một cái huyện lấy vợ rất là trẻ, nhưng mà do là cái thể lực nó đến cái tuổi của chúng ta, tuổi trung niên rồi, thì anh mới cuống cuồng đi tìm cái đông trùng hạ thảo rất là tốt mà mua rất là đắt tiền về uống, nhưng anh cũng bảo tôi là không có tác dụng gì cả.
Nhưng xin thưa các bạn là chúng ta phải dùng nó lâu dài, bởi vì nó sẽ bồi bổ cơ thể chúng ta từ cấp độ tế bào. Thì xin giới thiệu các bạn những cái hộp đông trùng hạ thảo ở phía trên này này, thì có giá 100.000 đồng một hộp. Đấy, rất là hợp lý để các bạn mua. Các bạn có thể pha vào hãm vào nước uống, uống đều đặn hàng ngày như uống trà đấy. Đấy, cả gia đình chúng ta có thể sử dụng được, người già, người trẻ. Đấy, đều có thể sử dụng được. Và các bạn nhớ là 100.000 đồng một hộp này thôi. Và các bạn nhớ là những phí tôi báo thì cũng vui lòng không mặc cả, không trả giá nữa, vì mức giá nó quá hợp lý để các bạn sở hữu rồi. Cả một cái hộp như này giá chỉ 100.000 đồng. Đó là cái mẫu ở phía trên, các bạn nhìn rõ nhé. Ở phía dưới thì nó có hai cái mẫu này. Đây là các bạn thấy này, cái mẫu này có giá 750.000 đồng. Đấy, các bạn mua thì cứ nói là tôi mua loại 750.000 đồng hay loại 100.000 đồng, tức là nó theo cái hộp. Đây này, niêm yết giá 750.000 đồng. Các bạn ở khu vực Hà Nội thì cũng có thể trực tiếp ghé thăm kiosk của chúng tôi để mua cũng được. Đấy. Hộp này là hộp 0,5 g. Đấy. Thì xin lỗi các bạn là 50 g thì nó có giá là 750.000 đồng. Ở hộp bên này thì các bạn thấy này. Đấy, mẫu này mẫu L7 thì có giá 400.000 đồng. Các bạn lấy mẫu nào cũng được. 400.000 đồng, 750.000 đồng và 100.000 đồng. Đó là đông trùng hạ thảo sẽ giúp cho các bạn bồi bổ cơ thể, nâng cao cái sức đề kháng, đặc biệt là bổ phổi và bổ thận. Thì các bạn nhớ là bước vào cái tuổi trung niên thì chúng ta đừng có tiếc tiền đầu tư cho sức khỏe nữa. Bởi vì nhà cao cửa rộng, vợ đẹp, con ngoan, nếu như mà chúng ta không có sức khỏe thì những thứ đó đều trở nên vô nghĩa. Cho nên là lao động rồi, kiếm tiền rồi, nhưng mà nhớ bồi bổ sức khỏe, nâng cao cái thể lực của mình các bạn nhé. Và có sức khỏe rồi thì chơi âm thanh, chơi audio thì chúng ta lại càng thấy nó sảng khoái hơn. Thế ở bên này thì các bạn thấy này, đó là những cái bình tôi đã ngâm đông trùng hạ thảo thể tươi. Đấy, cái bình này thì ngâm vào bình thủy tinh. Nếu các bạn ở xa mua là rất là khó vận chuyển, cho nên các bạn ở gần khu vực Hà Nội thì có thể ghé qua mua một bình. Đấy, nó cũng rất là rẻ thôi, chỉ vài trăm ngàn thôi. Các bạn có thể ghé mua một bình. Tôi ngâm rượu sẵn rồi. Các bạn mua về bày này, lâu lâu bằng hữu đến nhà này, nghe đài rồi chúng ta thưởng âm và làm một vài ly nhâm nhi với nhau. Đấy, như kiểu uống rượu vang, uống rượu tây, nó nâng cao sức khỏe của chúng ta. Đó là những cái đông trùng hạ thảo thể tươi đã được ngâm. Thế các bạn nhớ là những cái doanh nghiệp ở Lai Châu mà trước đây tôi ở đấy, trên khu vực Tây Bắc ấy, do cái điều kiện khí hậu tự nhiên nó có cái độ cao rất lớn so với mực nước biển, cho nên là rất là thuận tiện để nuôi một số cái giống sâm Lai Châu cũng như là cái đông trùng hạ thảo ở Lai Châu. Thế các bạn nhớ là hiện nay thì tôi chuyển về Hà Nội rồi, và những sản phẩm tôi giới thiệu các bạn đang ở khu vực Hà Nội. Các bạn có thể ghé qua kiosk của tôi ở khu Senco 5 thì các bạn có thể mua được. Các bạn nhìn thấy rất nhiều đây này, kể cả những cái bình sâm cau tươi cũng giá chỉ vài trăm ngàn đồng thôi. Sâm cau này, đấy, ba kích này, đấy, các bạn thấy ba kích tôi ngâm một cái bình rất là đẹp. Giá cũng chỉ vài trăm ngàn đồng thôi, rất là dễ để cho các bạn mua, giá rất là hợp lý. Mua một vài bình bày trong nhà, chơi, đấy, thỉnh thoảng thì chúng ta bày bên cạnh những bộ audio nữa thì nó càng nâng tầm cái giá trị lên. Đấy, ở bên này thì các bạn thấy này, những cái mầm lúa này này thì chúng ta hay ngâm, thì các bạn cũng hay ngâm. Những cái bình như này cũng giá chỉ vài trăm ngàn thôi. Các bạn tôi ngâm sẵn rồi, lại cả bình nữa, để các bạn có thể mua về các bạn để sử dụng. Hiện nay thì các bạn biết là các bạn có thể vào Google gõ sâm Lai Châu, các bạn gõ chữ từ sâm Lai Châu, các bạn thấy đây là một cái giống sâm rất là nổi tiếng mà được các doanh nghiệp đem về Lai Châu trồng. Mà các bạn, những bạn mua sâm Ngọc Linh nhé, xin thưa các bạn là hiện nay trên cái phương tiện thông tin đại chúng người ta đã cảnh báo rồi. Người ta hay sử dụng cái sâm Lai Châu để làm giả sâm Ngọc Linh và bán trên thị trường rất là nhiều. Thì các bạn thấy đây là những cái dòng sâm mà chúng tôi có sẵn, mà nó là những dòng sâm Lai Châu có rất có giá trị bồi bổ cho sức khỏe con người. Bạn nào có nhu cầu về mua những cái dòng sản phẩm như này có thể ghé qua cửa hàng của tôi này, hoặc có thể đặt mua gửi tôi ship cho các bạn này. Đấy. Bạn nào quan tâm đến âm thanh loa đài thì cũng có thể ghé kênh của tôi, mà quan tâm đến những cái sản phẩm là sản vật của núi rừng Tây Bắc thì cũng có thể ghé qua cửa hàng của tôi. Có rất nhiều cái dòng sản phẩm. Đây này, hôm trước thì nói với các bạn này, cái sâm cau đây này. Một cái túi sâm cau như thế này thì có giá là 200.000 đồng một cái túi to. Đấy, hôm trước thì tôi báo giá cho một bác rồi, nhưng mà khi gửi đến nơi thì bác lại bảo là tôi tưởng 100.000 thì tôi mới mua. 100.000 một cái túi sâm cau như thế này, xin thưa các bác là nó rất là vất vả để người làm ra một cái sản phẩm như thế này. Một cái túi sâm cau như thế này là 1 kg và giá nó là 200.000 đồng, chế biến sẵn rồi. Sâm cau có tác dụng gì thì các bạn biết rồi. Đấy, nó là một cái bài thuốc dân gian mà các cụ hay truyền tay nhau để cho chúng ta này, một là bổ thận tráng dương, điều trị yếu sinh lý liệt dương, tăng cường thể lực, đặc biệt nó là cái vị thuốc cho phòng the. Đấy các bạn nhé, nam giới chúng ta bước vào cái tuổi trung niên ấy, thì ai cũng thế thôi, nó giảm cái testosterone ở trong máu, cho nên là các bạn thường giảm cái ham muốn trong cái chuyện phòng the, đó là cái điều đương nhiên. Và rất nhiều bạn nữa khó có con, thế thì các bạn có thể sử dụng những cái vị thuốc dân gian để tăng cường sức khỏe. Và nếu nói về cái dòng này thì các bạn lại thấy là có những cái dòng này đây này, tấn khẩn đây này. Đấy, tấn khẩn là cái bài thuốc của cái người dân tộc miền núi. Đấy, tấn khẩn các bạn nhé,
nó có rất nhiều các tác dụng, nhưng đặc biệt nó là cái biệt dược cho phòng the, giúp cho những cái bạn yếu sinh lý. Đó, nó rất nhiều cái vị các bạn nhá. Nó là một cái bài thuốc các bạn chỉ việc ngâm rượu thôi, ngâm rượu uống, và mỗi tối đi ngủ thì chúng ta làm khoảng 3 ly mắt trâu thôi, chứ đừng đem ra vỗ nhau say chổng chân ra rồi thì nó rất là khó. Có tác dụng mà nó còn mệt mỏi cho cơ thể. Uống thuốc thì các bạn nhớ là khi chúng ta còn trẻ thì chúng ta ăn thì thận trọng như uống thuốc. Đấy, nếu không là sau này chúng ta sẽ phải trả giá là phải uống thuốc giống như ăn. Hai cái chuyện này nó là một đấy. Nếu như các bạn mà chúng ta quan tâm đến sức khỏe thì ngay từ khi chúng ta còn trẻ, chúng ta bồi bổ cơ thể và chúng ta giữ gìn sức khỏe, thì các bạn sẽ thấy là khi về già cùng cái độ tuổi chúng ta, rất nhiều người nếu như chúng ta phá, tuổi trẻ chúng ta phá quá, chúng ta rượu chè rồi thức khuya rồi sử dụng rất nhiều cái chất kích thích một cách vô độ. Đấy, đặc biệt là những người mà có cái khả năng phòng the mạnh mẽ quá thì sau này các bạn thấy là xương khớp của chúng ta sẽ có rất nhiều những cái vấn đề. Đấy. Thì hiện nay mà các bạn thấy là có những người 60, 65 tuổi mà chơi thể thao với tôi ấy, mà người ta vẫn chạy như thanh niên ấy, bởi vì người ta cũng rất là giữ gìn ở cái thời kỳ còn trẻ. Hiện nay thì trên thị trường các bạn biết rồi, các dòng bia hơi ấy, tôi nói chia sẻ một câu chuyện thôi, các dòng bia hơi trên thị trường này thì cũng rất nhiều dòng bia tốt, uống rất là ngon. Các bạn giống như tôi, chúng ta cũng rất là hay uống. Nhưng mà các bạn nhớ là hiện nay cái thực phẩm mà để chế biến, để nấu bia ấy, thì nó thường là thường thì theo thông tin tôi nắm được thì anh em đi kiểm tra an toàn thực phẩm thì thấy là nó rất là nhiều mốc và nó có tác dụng rất là độc cho gan cũng như là đối với sinh lý của đàn ông. Thì các bạn nhớ quan tâm sức khỏe. Ở đây xin giới thiệu các bạn này một cái loại nấm hương rừng. Đây, nấm hương rừng. Đấy, nấm hương rừng này thì các bạn biết rồi, nó rất là ngọt và thơm. Đấy, được lựa chọn rất là sạch sẽ. Các bạn có thể sử dụng để chế biến vào các món ăn. Cách sử dụng thì các bạn có thể ngâm với nước nóng khoảng 20 phút, rửa sạch, sau đó chúng ta cắt chân để chế biến các món ăn. Cái này thì các bạn trong gia đình nhiều bạn rất là giỏi nấu ăn, tôi có rất nhiều anh bạn nấu ăn rất là tuyệt vời. Có nhiều anh bạn là khi mà chế biến các món ăn ấy thì nếu như không tự tay mình nấu thì thường anh ấy rất là kén ăn, ít ăn. Đấy, và thậm chí là không muốn ăn những cái món ăn mà người khác nấu nếu như không vừa ý. Rất là nhiều người kỹ tính, giống như anh em chúng ta chơi audio ấy. Hiện có những người là không bao giờ nghe được những cái bộ của người khác ghép mà chỉ có mình ghép theo ý mình thôi. Đấy, thì các bạn thấy đó là cái cá tính, cái văn hóa ẩm thực, thưởng thức các món ăn cũng như là cái việc mà chúng ta chơi âm thanh ấy mà. Thì nó đòi hỏi cái cá tính của mỗi người. Thì tôi vẫn nói các bạn là chơi audio thì nó là một cái bộ môn nghệ thuật mà anh em chúng ta đều là những người nghệ sĩ, và chơi audio để nó giúp cho chúng ta có cái sự sảng khoái về mặt tâm hồn. Thế thì các bạn làm thêm một vài món nữa, ví dụ như là ở đây thì các bạn thấy cái nụ hoa tam thất, đây là loại 1, rất là tốt cho các bạn. Nụ hoa tam thất thì giúp cho các bạn ăn ngon này, ngủ sâu giấc này, đặc biệt nhấn mạnh các bạn là những bạn nào khó ngủ, trằn trọc, mộng mị, đấy, đêm ôm vợ rồi mà vẫn nghĩ đến hàng xóm thì mình uống cái này là ngủ say tít, là mình không nghĩ đến nữa. Đấy, tôi nói vui thế cho nó hài hước các bạn nhé. Đây là nụ hoa tam thất. Thì các bạn có thể gọi cho chúng tôi để mua những nụ hoa tam thất loại 1, có thể làm quà biếu. Các bạn có thể để ở trong tủ lạnh ấy, bảo quản, hay để ở dưới tủ pha trà hàng ngày để chúng ta hãm với nước uống. Đặc biệt là các bạn uống vào buổi chiều, tối chúng ta ngủ rất là sâu giấc, và sau một cái giấc ngủ rất là sảng khoái, chúng ta sẽ có tràn đầy năng lượng để thực hiện những cái công việc hàng ngày, để kiếm tiền, để nuôi người thân, để làm những công việc mà theo kế hoạch của cuộc đời mỗi người. Các bạn thân mến, nếu như các bạn biết là Việt Nam thì chúng ta thì có 54 dân tộc. Đấy, Việt Nam có 54 dân tộc, kể cả dân tộc Kinh ấy. Thì các bạn thấy là mỗi một dân tộc lại có cái văn hóa ẩm thực riêng. Và các bạn thấy là có rất nhiều những cái món gia vị của đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Những năm tháng tôi sống ở Tây Bắc thì tôi thấy đồng bào dân tộc Thái thì có Thái đen và Thái trắng. Nhưng mà các bạn lại thấy là cái người Thái, nếu như nói về ăn uống thì tôi rất nể cái đồng bào dân tộc Thái. Họ có cái tài chế biến gia vị, một món ăn thôi nhưng có thể 7-8 bát nước chấm vào mỗi một cái bát thì gia vị, thì món ăn nó lại có những cái hương vị rất là khác nhau. Ví dụ ở đây thì các bạn thấy nó có loại chẩm chéo này. Đấy, đây là chẩm chéo. Đấy, nó chỉ vài chục nghìn một cái lọ này thôi. Chẩm chéo này được pha chế theo một cái công thức nhất định, thì khi các bạn ăn thì chấm với các loại đồ ăn, kể cả thịt nướng cũng thế, thì các bạn sẽ thấy nó có vị vừa mặn, vừa chua, vừa ngọt, vừa hơi chát chát đắng. Tức là nó rất là nhiều cái vị ở trong một cái lọ này. Đây là chẩm chéo khô, đây là chẩm chéo nước. Đấy, chỉ vài chục ngàn một lọ này thôi. Các bạn có nhu cầu thì có thể mua, anh em tôi ship được. Rất là nhiều. Thì các bạn thấy là hiện nay thì kể cả những cái dòng hà thủ ô,
được chế biến sẵn rồi. Kiểu trưng kiểu xài rất là mất công. Bạn nào mà tóc bạc sớm này, thận yếu này, chúng ta nên sử dụng cái hà thủ ô. Nhưng mà các bạn biết rồi, hà thủ ô thì nó có tác dụng làm đen tóc đỏ da, đúng không? Rủ nhau lên, các bạn nhớ cái câu đấy không? Tự nhiên tôi lại quên mất. Đấy, muốn cho đen tóc đỏ da, rủ nhau lên núi tìm hà thủ ô. Hà thủ ô, câu này là tiếng Hán. Hà thì có nghĩa là cớ sao, đấy, thủ là đầu, ô là nghĩa là đen. Cớ sao đầu đen, vì sao đầu đen, tức là tóc đen đấy các bạn. Đấy, cái tiếng Hán thì thế, tôi nhớ cái câu chuyện về hà thủ ô này. Đây là những cái lọ hà thủ ô đã chế biến sẵn rồi. Đấy, thì các bạn có thể sử dụng để tăng cường bồi bổ sức khỏe cho thận và đặc biệt là cho đen tóc, uống kiên trì. Các dòng của núi rừng Tây Bắc thì cả những cái dòng măng khô này, mộc nhĩ này, khổ qua này, óc chó này, đấy, tấn khẩn này, mật ong rừng rất là nhiều. Ngày hôm trước thì tôi giới thiệu được có rất là nhiều bác đã đặt mua và tôi đã đóng gói rất là cẩn thận cho các bác rồi. Mật ong rừng, đấy, mật ong rừng thì có mật khoái, mật đá, các bạn có thể gọi để biết thêm chi tiết. Các dòng táo đỏ, đấy, các bạn có thể mua những dòng này về để chế biến thức ăn này, ngâm nước này, đun nước này, rồi trưng yến này. Khi các bạn mà nấu một số cái vị nước uống mà nó đắng, nó chát thì ta cho thêm táo đỏ vào. Táo đỏ sẽ làm cho nước dịu, ngọt và nó có cái tác dụng tạo ra cái sự hài hòa trong cái vị uống của chúng ta. Đặc biệt là cái mùa này các bạn đun không để tủ lạnh thì uống rất là mát. Thế thì các bạn nhớ là chúng ta chơi rồi chúng ta hưởng thụ cuộc sống rồi. Nhưng mà nhớ là cùng tôi hãy lo đến cái sức khỏe của mình. Thì có rất là nhiều cách. Hiện nay thì các bạn ốm đau thì vào bệnh viện, nhưng có hai nơi mà chúng ta sợ nhất, đó là các bạn biết rồi. Nếu như đi vào khu du lịch thì lúc nào cũng thấy đen đặc người đi du lịch, và đến bệnh viện thì chỉ thấy bệnh nhân thôi, đúng không ạ? Thì chúng ta không bao giờ thích gặp nhau trong bệnh viện cả. Đấy, muốn gặp nhau ở đâu thì gặp quán bia cũng được, gặp ở quán karaoke cũng được, gặp ở cái quán audio như chúng tôi cũng được. Thế nhưng mà chúng ta lại rất là hạn chế, không muốn phải thăm nhau trong bệnh viện. Thì có rất nhiều cái cách để các bạn nâng cao sức khỏe cho bản thân, cho người thân trong gia đình. Ở đây xin giới thiệu các bạn là những cái dòng ví dụ như là mướp đắng này, mướp đắng rừng. Đấy. Mướp đắng rừng thì tôi nhớ không nhầm tiếng Hán nó gọi là khổ qua thì phải. Không biết là có phải không, bạn nào thấy tôi nói sai thì cho một cái phản hồi nhé. Mướp đắng này thì các bạn biết rồi, nó có tác dụng làm mát gan, đặc biệt là nó thanh lọc thận. Thì các bạn thấy là ta đun nước uống này, đun nước tắm cho trẻ em cũng được. Đấy, những dòng mướp đắng rất là nhiều. Chè dây của Sapa, cái vị ngọt, chữa một là mát gan thận này, chữa đau dạ dày này, an thần mất ngủ. Cái chè dây này các bạn cứ hãm nước uống bình thường thôi, vị nó hơi ngọt ngăm ngăm một chút và dễ uống, dễ ngủ. Rồi chào bạn Đinh Phạm, tất nhiên là ngon rồi đúng không ạ? Chúng ta chế biến cái gì cũng thế thôi, món ăn nào cũng thế. Nếu như chúng ta có cái tài chế biến, có một khả năng giống như pha chế rượu mà đấy, thì các bạn sẽ thấy là tất cả các dòng sản phẩm nó đều có cái tác dụng của nó cả. Vũ trụ vạn vật tương sinh tương khắc, vật nọ sinh ra để khắc chế vật kia. Thì các bạn thấy bệnh tật trong cơ thể con người cũng thế, bệnh tòng khẩu nhập, họa tòng khẩu xuất. Đấy, uống rượu vào thì lời ra lại nói những câu không hay, đấy là dẫn đến rước họa vào thân, đúng không ạ? Thế thì giống như mà nếu chúng ta biết kiềm chế được bản thân mình, thắng được cái điều đó thì chúng ta tránh được rất là nhiều những cái điều không mong muốn. Tôi vừa định giới thiệu tôi lại quên mất, cứ mãi lan man chém gió. Các bạn thấy đây là quả óc chó này. Quả óc chó có cái tác dụng, một là tốt cho phụ nữ mang thai, tốt cho người mắc bệnh tiểu đường, giảm táo bón, đấy, giúp chữa bệnh trĩ, làm đẹp da, giảm huyết áp, tốt cho não, tức là bổ não đấy các bạn ạ, và tăng cường miễn dịch, đấy, xây dựng và phục hồi cơ bắp. Bạn nào vận động chơi thể thao, đạp xe rồi chơi tennis, cầu lông mà nó mỏi cơ đấy, mà dễ bị chuột rút, thì ta cũng có thể sử dụng cái quả óc chó như thế này để chúng ta ăn các bạn nhé, những quả óc chó khô. Hiện nay thì trên thị trường cũng có rất nhiều những cái dòng sản phẩm mà người ta đã chế biến sẵn rồi, các bạn có thể đút túi đem đi công tác, đem đến khắp mọi miền. Nhưng mà những cái dòng như thế này thì cũng rất là tiện cho các bạn sử dụng ở công sở trong gia đình. Một là các bạn có thể đun nước uống, đấy, hai là ngâm rượu rất là nhiều. Thế cả cà phê trộn đây này các bạn này, đấy, đây là cà phê trộn. Đấy, các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng sản phẩm nào thì có thể liên hệ với anh em chúng tôi để chúng tôi có thể giới thiệu sâu, giới thiệu chi tiết hơn đến các bạn. Trà lạc tiên thì các bạn biết rồi ạ, đúng không ạ? Đấy, đặc sản vùng cao. Cái trà lạc tiên này cũng là một trong những dòng mà các bạn có thể sử dụng để uống, pha nước uống, ngâm rượu cho thêm vào những cái vị cũng được. Đấy, trà sơn mật hồng sâm thì các bạn thấy rồi.
những dòng sản phẩm tôi giới thiệu qua. Nếu bạn quan tâm đến dòng sản phẩm nào, các bạn có thể gọi điện cho tôi. Và tôi nói câu chuyện như thế này này, bạn nào ở vùng Tuyên Quang, Hà Giang các bạn có nhớ không? Đấy, xin thưa các bạn là cái hạt dổi này này, đây là cái hạt dổi các bạn nhé. Hạt dổi này nếu như mà các quán ăn này, các nhà hàng này, ở cái khu vực ngày trước tôi lên Na Hang và Chiêm Hóa cũng thế, thì các bạn thấy là những cái hạt dổi người ta bán theo hạt đấy. Có những cái thời kỳ mua đến 2.000 thậm chí là 3.000 một hạt, và những cái mùa mà khó kiếm. Hạt dổi là một trong những cái dòng gia vị mà khi các bạn giã nướng, giã nghiền nó ra, trộn với lại bột canh, tùy theo cái cách của từng người, rồi rắc vào tiết canh, rồi rắc vào các món ăn của gia đình ấy. Nó có cái vị thơm, và đặc biệt là các món nướng. Nếu như các món nướng mà có một vài cái hạt dổi chúng ta giã ra, chúng ta rắc vào, thì các bạn sẽ thấy nó tăng cái sự đậm đà lên rất là nhiều. Hạt dổi này các bạn có thể mua lẻ, mua theo số lượng hạt cũng được. Đấy, hạt dổi này thì rất là quý, một trong những cái dòng sản vật mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người, đặc biệt là đồng bào các dân tộc Tày Nùng, người ta cũng hay chế biến, người Thái cũng thế. Các bạn thân mến, có rất nhiều những cái dòng sản phẩm, ví dụ như là các bạn ở vùng Yên Bái này, thì tôi không biết là các bạn gọi là mắc khén, hay là người dân tộc Thái người ta cũng gọi là mắc khén. Đấy, cái mắc khén đâu rồi ấy nhỉ? Xin giới thiệu các bạn, đây rồi, đấy, quả mắc khén thì ở cái vùng quê tôi nó gọi là hạt sẻng, không biết quê các bạn gọi là cái gì. Đấy, thì mắc khén này là ở quê tôi thì gọi nó là hạt sẻng. Thì các bạn có thể sao nó lên, sau đó là các bạn nghiền nó ra, cũng tác dụng như là hạt sổi vậy. Chúng ta có thể cho vào nước mắm, cho vào nước chấm để chế biến các món ăn. Cái món này thì chắc không xa lạ với nhiều người nữa. Đấy, tẩm ướp gia vị, làm nước chấm, thành phần chẩm chéo, ướp thịt các bếp. Những dòng sản phẩm của núi rừng Tây Bắc nó rất là rẻ thôi các bạn ạ. Các bạn có thể đến với chúng tôi để mua những dòng sản phẩm mà các bạn yêu thích. Và ngày hôm trước thì tôi nói với các bạn về cái dòng này rồi. Đấy, dòng này thì có lẽ là các bạn xem video trước các bạn đã nhận ra rồi. Bạn Lưu hỏi mình có loại gì cường dương không, thì mình vừa nói các bạn rồi, đây là tấn khởn này, biệt dược cho phòng the này các bạn này, tấn khởn nhá, ba kích đấy, đương quy, rất là nhiều. Các bạn có thể sử dụng những cái dòng sản phẩm mà mình vừa giới thiệu ở trên. Các bạn thân mến, là có rất nhiều những cái dòng sản phẩm từ các dòng bột sắn dây này, bột nghệ này, đông trùng hạ thảo này. Và hôm trước thì tôi nói các bạn rồi, riêng cái dầu xả này đấy, tinh dầu xả, nó là cái tinh dầu nguyên chất. Thì trên thị trường hiện nay thì các bạn cứ hay mua những cái loại hóa chất để các bạn để ở trong xe, để trong phòng cho nó thơm, cho nó át mùi đi, ví dụ như là băng phiến hay là sáp thơm. Xin thưa các bạn là các bạn có thể sử dụng, một là cái dầu gù hương, hai là cái tinh dầu xả, thứ ba là cái dầu ngọc am. Ở cái vùng mà có nhiều gỗ ngọc am thì các bạn biết rồi. Xin chào bạn Long Lê, Hoa Ban Food. Xin chào bạn nhé, không phải là Hoa Ban Food. Hoa Ban Food là một trong những anh em rất là nổi tiếng về cái món này rồi. Thì tôi làm audio thôi, và nó đói quá, nên là đói thì hai đầu gối phải bò mà. Cho nên là có một vài cái dòng sản phẩm xin giới thiệu các bạn. Các bạn nhớ là nó là những cái thú vui tao nhã trong cuộc sống thôi. Thì những cái dòng sản phẩm nó rất là bình dị, nhưng mà nó lại không độc hại cho cơ thể. Các bạn có thể sử dụng để nâng cao sức khỏe cho bản thân, cũng như là bảo vệ gia đình và người thân của mình. Cái điều đó quan trọng lắm. Bỏ một vài trăm nghìn, một vài chục nghìn ra, mình đã giúp cho gia đình mình có thêm những cái món sản vật của đất trời ban tặng cho con người rồi. Đặc biệt là những cái dòng sản phẩm mà thiên nhiên ban tặng cho núi rừng Tây Bắc hùng vĩ của Tổ quốc. Các bạn biết rồi, sau năm 54 thì sau khi chiến thắng Điện Biên Phủ thì Đảng Nhà nước ta đã có một chủ trương kêu gọi đồng bào Kinh lên xây dựng vùng kinh tế mới ở Tây Bắc. Thì các bạn thấy là những đồng bào Kinh ở Tây Bắc lâu năm thì người ta cũng rất là thông thạo rồi. Ví dụ như anh Hoa Ban Food đúng không ạ? Đấy. Có loại nào uống vào để nói chuyện hay như bác Cương không? Xin chào bạn Duy Tân. Nó là khiếu bạn ơi. Chúng ta chém gió nhau cho nó vui thôi. Đấy. Tôi nói tiếp nha, bạn Duy Tân này, bạn Long Lê, bạn Ly Lưu này, bạn Ninh Phan này. Cái dầu tinh dầu xả này thì cái đồng bào dân tộc Hà Nhì họ ở Lai Châu ấy, thì họ hay trồng rất là nhiều xả, sau đó họ nấu chưng cất thủ công. Và cái tinh dầu xả này thì các bạn có thể cho một vài giọt vào trong một cái túi, hay là các bạn để trong xe ô tô ấy, hay cho xuống cái thảm nỉ ấy, thì nó giữ được cái mùi thơm tự nhiên rất là lâu và không có ruồi bọ vào. Đặc biệt là nếu các bạn cho một vài giọt vào trong một cái chậu và cái mà các bạn lau nhà đấy, thì sau khi các bạn hòa với nước, các bạn lau sàn nhà thì nhà các bạn sẽ hết cái mùi tanh hôi, đặc biệt là ruồi, ruồi nhặng thì không bao giờ bù đến nữa. Các bạn biết là ở nhiều chỗ mà nó trũng thì các bạn cứ hay
trồng xả xung quanh nhà để xua đuổi rắn với ruồi muỗi, đúng không ạ? Đó là trồng xả là để nhờ cái tinh dầu của nó phát tác ra tự nhiên. Còn đây là cái tinh dầu nguyên chất được trưng cất này bởi đồng bào dân tộc Hà Nhì ở Mường Tè, Lai Châu. Đấy, Mường Tè thì các bạn biết rồi, ngày xưa là Pháp nó gọi là Mông Tuê. Đấy, ở đó thì có cái đồn mà ngày xưa nó đã giam luật sư Nguyễn Hữu Thọ của mình đấy, tôi nhớ là như vậy. Thế thì hiện nay chúng ta có một cái đền thờ, cái nhà tưởng niệm ở trên đó. Đấy, các bạn thấy là một cái tinh dầu xả tự nhiên, các bạn có thể mua một lọ mà dùng vài năm không hết đâu, rất là rẻ. Nó là một trong những cái sản phẩm của đồng bào dân tộc Hà Nhì ở Lai Châu. Đây là mật ong rừng các bạn nhá, đó là mật ong rừng, các bạn có thể mua về để sử dụng. Đấy, uống pha nước pha với chanh, bạn nào béo phì tăng cân thì pha một vài giọt mật ong với một lát chanh và một cốc nước ấm uống vào buổi sáng đều đều, giúp cho các bạn đốt mỡ nội tạng và các bạn sẽ giảm cân rất là tốt. Điều này các bạn biết rồi, nó có rất nhiều công dụng, kể cả uống với bột nghệ này này. Đấy, để chúng ta điều trị những căn bệnh về tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày. Xin chào bạn Hải Anh, bạn chào tôi à, xin chào bạn. Rồi, xin chào bạn Hải Anh, bạn có câu hỏi gì thì cứ đặt ra với mình. Xin cảm ơn các bạn đã dành rất nhiều cái tình cảm, quan tâm đến những dòng sản phẩm mà tôi giới thiệu, cũng như là những dòng sản phẩm audio trên thị trường hiện nay. Các bạn thân mến, thì có rất nhiều những dòng sản phẩm mà tôi nói rồi. Hiện nay thì tôi đang có một cái kiosk ở khu vực Senco 5 của Hà Nội, để các bạn có thể đến trực tiếp xem những sản phẩm. Do cái giới hạn về không gian tôi không bày ra nhiều được, tôi chỉ bày ra một vài cái mẫu thôi. Có rất là nhiều, từ các dòng mật ong này, bột nghệ này, rồi các dòng gia vị chẩm chéo, mắc khén, hạt dổi, rồi các đồ ngâm rượu, nói chung hầu như đều có cả nấm linh chi, rồi táo đỏ, rồi đương quy, rồi thục, rồi tất cả những dòng mướp đắng khổ qua đấy, rồi những quả óc chó, mắc ca, rồi các dòng nấm, rồi rất nhiều các dòng sản vật vật của núi rừng Tây Bắc, nhiều lắm. Có cái gì thì tôi cứ giới thiệu hết với các bạn thôi. Tuy nhiên thì có những dòng sản phẩm mà khi mà tôi phát thế này thì không đưa ra hết được, thì các bạn cứ quan tâm đến cái dòng nào, các bạn có thể gọi điện hoặc nhắn tin thì cho chúng tôi, thì lát nữa thì tôi sẽ để lại số điện thoại ở dưới cái đường link thì các bạn có thể truy cập vào. Các bạn thân mến, trong một khoảng thời gian rất là ngắn thì xin phép phát livestream một vài dòng lan man để tiếp thị đến các bạn các dòng sản phẩm. Thì các bạn vào YouTube gõ chữ Cương Audio sản vật Tây Bắc các bạn nhé. Các bạn vào YouTube gõ chữ Cương Audio sản vật Tây Bắc thì các bạn sẽ thấy những dòng sản phẩm và cái số điện thoại liên hệ để mua. Còn hai cái số điện thoại mà tôi bán hàng ấy thì âm thanh loa đài thì nó không liên quan gì đến món này cả. Các bạn cũng thông cảm là hôm nay tôi phát livestream vội vàng nên cũng không kịp chuẩn bị để một cái bảng cái số điện thoại chuyên về món này, thì các bạn có thể liên hệ để mua. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ tôi xin phép được dừng video clip này ở đây. Xin chào, tạm biệt.